Mile, mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar... Ai chưa? Ai khám bắt buộc. Lâu. Bị lâu đó, em bị bắt đầu rồi. Bắt á? Đã bị lâu rồi. Bị bắt đầu rồi à? Đã từ lúc còn tao trong trứng tao cũng biết rồi. Ừ, vãi cả đái, thì là em nên tìm khá bảnh nhỉ. Không yêu nữa. Toàn cái gì? Khánh sơ cay quẩy quẩy nhưng mà mua muối như đổi bộ hợi ấy. Khánh sơ cay. Khánh sơ cay. Một trời ơi. À, khánh thôi. Đấy xong là anh lại bao chơi à? Anh thấy sơ cay anh còn tuyên bố là xóa ngôi khám bảnh luôn. Nhưng mà anh ấy quẩy trả đẹp thì cứ như kiểu bộ gậy. Chế là nó quẩy là bá à? Bá. Anh thấy quẩy đẹp không? Lại luôn chế. Anh thì hay. Sau khám bảnh thì khá rồi. Thế thì sao anh không lối tiếp cái sự nghiệp quẩy bên nào anh ấy đi? Thôi chứ, anh em đợi em nói con này em lên núi đây. Thế lên quẩy đi em thử. Quẩy lên đi. Lâu lắm rồi chưa được xem thằng nào quẩy. Lên mạng xem toàn mấy thằng múa không như kiểu bộ gậy không? Múa thì anh đang chuẩn bị rồi anh bảo là anh sẽ tuyên bố cả đất nước Việt Nam là anh sẽ làm một chủ bì nào. Vì nào thì bây giờ mày test thử luôn nào. Phòng 3 thì em chuẩn bị cho anh sẵn sàng. Anh và đây là anh đưa anh nhảy luôn xem. Bật nhạc nhá. Ờ, mày... Âm thanh sống động luôn. Bật tự... Sàn đâu? Phòng này phòng chống âm thanh các thứ rất sống động. Đấy, ra chơi. Được. Anh chơi mày. Quẩy lên mẹ. Tao đứng ra đây đi. Tao đứng ra đây đi. Ừ, đứng đây quẩy đi. Khấu đây tao đây á. Anh xuống khấu đấy. Mẹ nhìn mẹ. Anh có cần tay phí không để tay phí. Thì mẹ. Không phải xin mẹ. Lùi ra đây. Lùi ra đây luôn. Lùi ra đây. Lùi ra đây. Thank you.
Giấy phép Mai làm ông chủ luôn. Được. Mai là ông chủ nha. Em là ông chủ đúng không? Đấy. Dạ, mày ông chủ của đàn gì? À đàn chuột. Anh sẽ em cấp giấy phép cái gọi là từ đây sẽ là ông chủ quản lý mẹ em cắt đủ các loại chuột còn còn này nếu mà thấy ok thì hãy comment ok ở chiến thì chiến sẽ làm ông chủ vì đâu Việt Nam mình nhá. Đấy, còn đây sẽ là đệ của ông trùm. Và đây cũng sẽ là đệ của ông trùm. Cái gì đệ ông trùm nhỉ? Đây là đại ca ông trùm. Đại ca ông trùm á? Đại ca kia rồi đấy. Nha. Hello. Hay mệt tí. Nha. Cái gì cũng nhảy, cũng đẹp bằng nói. Đấy, không mệt lắm rồi. Thế để cho cái chữ ca nào. Anh chào mệt. Được. Được. Duyệt. Cái này cho mấy điểm? Ừ, khá bảnh 10 điểm thì cho ngày hẳn 9,5 đi. 9,5. Mai chịu khó đấy, tập tối cứ đi tắm đi nghỉ là cứ quẩy anh đấy, mai được anh cho 10. Ok, người đi nghỉ mình múa là quạt từ mình gọi là rồi đấy, ngồi bồn cầu vừa cứ thế này tập múa quạt này đấy, thế này đấy thì đây sẽ giai đoạn có lúc mà tắm nghỉ thì dập chân đấy, chẳng mấy chốc lại lên đâu mà người thấy ok không? Rồi thế ok thì anh comment ở dưới nhá để xem chân có được là ông chủ video hay là anh Khánh sẽ cai là ông chủ nhá mọi người nhá. Mọi người đi xem ấy thì chọn chiều lên anh sẽ cai nhá. Mọi người xem sách kiếm tiền. mọi người xem sách xem mà chuyến này anh cai là sẽ là ông chủ. Đấy công nhận là nhảy đẹp hơn Khánh sẽ cai thì cũng ít thôi. Ít thôi à? Được cái điệu dậm chân vịt về nhà em đuổi vịt không bằng cái điệu đuổi vịt của em. Điệu của Sơn gọi là điệu thiên nga vẫy chiết đó đâu thiên nga vẫy chiết thiên nga để à ngương để xe bò à thiên nga vẫy chiết thiên ông trồng củ cải không biết gì cả là hắn để xe bò à. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái clip của anh Chiến nha. Các bạn nếu thấy clip này hay chỉ việc xem thôi, không phải like không phải share gì cả, và hãy đăng ký kênh của mình là thằng chuột nha các bạn nha. Đây kênh của anh gà à, kênh mình anh gà nhá. Mọi người hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Bye bye. Đi vào nhá, chiến này chiến sẽ là ông trùm nhá, vì nào không nhá. Không phải Khánh sẽ cai nhá. Mà là sợ cai. Khánh sợ cai luôn.